Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Gái Bản của mình. Hôm nay là ngày sẽ cùng bà con lắp biển tên cầu này, biển trọng tải này, lắp cái hệ thống đèn năng lượng mặt trời đấy, soi sáng vào buổi tối. Hiện tại đến đây thì bà con đang chuẩn bị vật liệu để chát cái nẹp biển tên cầu này rồi. Đây là cái dạ. Rồi, cầu đèn này xấu lắm, cháu mua cái ấy rồi. Cháu mua cái sắt rồi. Mua cái sắt rồi. Đây các bạn ạ, cái biển tên cầu thì nó sẽ như thế này. Giống hệt với các cái biển mà mình đã từng làm. Các bạn nhá, đây là màu đen, chữ trắng, logo bên trái. Cầu Hạnh Phúc, bản Khe Ba. Đấy, cầu Hạnh Phúc thì vào đây người ta không biết là bản làng nào. Thì nghe bà con bảo nên để cái bản Khe Ba vào để cho người ta tìm đường, tìm bản làng nó dễ. Thì mình để này, cầu Hạnh Phúc, bản Khe Ba. Tập thể các mạnh thường quân trên kênh Gái Bản tặng. Khởi công ngày 28 tháng 8 năm 2022. Hoàn thành là ngày 20 tháng 12. Đấy. Và cái bố cục nó rất là ngắn gọn và nó đầy đủ các bạn ạ. Cầu Hạnh Phúc, bản Khe Ba. Bây giờ sẽ cùng với bà con để làm cái hai cái hố móng nữa cơ. Cái biển tên cầu thì đặt phải nằm bên tay phải. Tay phải thì có thể là để ở đây đi. Đèn năng lượng bên kia. Biển trọng tải mình làm hai biển nhé. Tại vì ở đây có hai nhánh đường thì sợ người ta đi từ bên kia ra người ta không biết rồi. Nên là phải đặt ở bên kia một cái, bên này một cái. Đỉnh đường nhìn thấy không? Có ở đây này, mình thấy đàng hoàng. À đường nhìn thấy thật. Nhìn thấy chứ. Thế làm ở đây đi. Rồi làm cuối này thôi. Làm cái kia chứ cuối này mai này, cái tuyến này mình nó lở. Lở đấy, cứ rồi mang đi đấy. Chỗ này là trên đường cái nhìn thấy các bạn nhé, trên đỉnh đường luôn. Đây, đào đây đi nhỉ. Cách xa ra tí không cây cuối kia nó làm gãy đấy. Nó mang này bậy lắm. Tí không phải đào cái hố cho sâu một tí. Hố khoảng 60. Sâu khoảng 80. Thì máy xúc phải đến đây cho nó hà làm một cái hơi của mình sửa lại mà. Được rồi. Đây là đá sáng nay bà con đã chuẩn bị sẵn rồi đây này. À, hôm nay thì mình chính thức cho xe Gái Bản sẽ thử tải qua cầu các bạn nhé. Đây là chuyến xe đầu tiên của cây cầu này đây này. Đấy, hai bên là rộng 30 phân một bên. Thấy chưa? Đấy. Chuyến xe đầu tiên hả? Cua xem có được không? Đó. Quá đẹp. Ok, vậy là chuyến xe đầu tiên mở màn cho cái việc thông cầu của ô tô nhá. Là xe mình là xe 3 tấn 2 nâng tải lên 4 tấn 9. Cái cầu này trọng tải 8 tấn là tính cả xác xe. Là theo thẩm định là đúng 8 tấn các bạn nhé. Đấy, như thế này thì các bạn thấy được rõ là xe ô tô là đi rộng rãi thoải mái. Xe có là xe bằng cái này lên. Ghép lên, ghép lên cao không ạ? Nhưng mà phải xe rộng bằng này. Rộng ra một tí cho nó khỏe. Khỏe. Đây thì phải bằng này. Vâng. Cao khoảng bao nhiêu?
Cái phải bằng cái cao lên này, cao lên tầm khoảng 40 phân như này. Cái tầm này cũng được rồi nhỉ. Vâng. Đấy. Đây là đây hiện tại thì anh Tuyến đang múc đất để mình tôn vào bên này các bạn ạ. Tôn vào cái trước cái phía biển này một chút này. Chỗ này vẫn hơi thấp. Đây. Tôn vào đây khoảng 2 xe đất. Để san bằng chỗ này ra nhìn nó sẽ đẹp để mấy hôm nữa là khi mà ngồi nữa cơ. Ngồi bà con ngồi dự lễ và ngồi cơm nước các thứ ấy, nó sẽ bằng nữa hơn. À, thông báo với tất cả các bạn yêu theo dõi trên kênh, tất cả các bác và các bạn là chương trình sẽ được tổ chức vào chiều 1:30 chiều ngày 20 tháng 12 sẽ có sự góp mặt của đài truyền thanh truyền hình của huyện Văn Yên này, có sự có mặt của các ca sĩ nổi tiếng tại huyện này, đấy là những người bạn của mình. Ca sĩ thì nhưng mà chơi với nhau từ nhỏ rồi. Đó, rồi là có giao thoa giữa các nền văn hóa, người Dao này, người Tày này, người Thái này, người Kinh này. Đó là những cái tiết mục văn nghệ có sự chuẩn bị mộc mạc đơn sơ từ các bản làng ở trong thôn bản và trong xã đó. Rồi là ở bên phía nghĩa lộ mình sang thì có các anh chị em bạn của mình sẽ sang đây để giao lưu cùng với bà con. Ẩm thực hôm đấy sẽ được chuẩn bị vào buổi sáng, bà con chuẩn bị cơm nước vào buổi sáng xong hết thì đến tầm chiều bắt đầu mới tổ chức lễ, và tầm 3 giờ chiều là sẽ cắt băng khánh thành và dựng tiệc liên hoan. Đấy, chương trình là vậy. Sau 4 tháng rồi mà con làm liên tục cái này thì buổi lễ đấy là một cái ngày lễ rất là quan trọng. Nó nói lên được cái sự đoàn kết và cái cũng là một cái bữa cơm chúc mừng bà con, và cũng là bữa cơm chia tay giữa kênh và bản Khe Ba để tiếp tục một bản làng mới. Nên là cũng rất là mong có sự có mặt của tất cả các bạn yêu quý kênh, yêu quý bà con đến đây cùng xem văn hóa văn nghệ, cùng thưởng thức những cái món ăn ẩm thực của bản làng các bạn nhé. Nhẹ nhẹ thôi, không gãy đường ấy. Lún nó gãy đường ấy. Thẳng đi. Giả lái đi. Tí nữa đi, tí nữa đi. Ôi tôi. Gần quá em đổi ra ngoài. Được rồi, không ra đâu. Đổ đi. Đổ đi, đổ đi. Hôm nào khánh thành phải mời rượu ông này. Ông máy xúc với ông ô tô này quá nhiều công sức. Ôi hết dầu quá. Tiến đi, tiến đi, tiến đi.
thế thôi. Vào chát mi phần nha, tích mát quá xe. Còn nên là vì màn đang màn nông mì thì tích chát không quá xe. Có hùi là hầu mắt nè. Tiến, tiến. Tiến đi. Đây chúng ta tiếp tục sang bên này là hai cái cột biển ở đây. Đây là biển đèn năng lượng mặt trời, đâu cái hố không nào đâu nhỉ anh nhỉ. Ui giời, cái kia ra mép quá nhỉ. Đào vào trong này một tí anh ạ. Đào vào trong này một tí. Cái đất đấy, vào trong đất đấy. Cụ này đi nhỉ. Vào trong đất này một tí, nửa đất nửa bê tông ấy. Chắc làm lỗ mới vào đây á. Ừ, đấy, làm vào lỗ đấy thì mình phải đào vào đất đấy chứ. Ừ. Còn cái biển trọng tải sẽ để ở đây cho nó thoải mái. Khu này đi. Đấy, đường kia cũng nhìn thấy mà đường trong bản ra cũng nhìn thấy. Đi lên đầu cầu thì bắt buộc ông phải nhìn vào biển rồi. Để đây các bạn nhé. Về cái phần gỗ này, hôm qua mình cũng dặn bên thu mua người ta phải dọn dẹp đi để cho sạch sẽ rồi, nhưng hôm nay vẫn chưa thấy đâu nhỉ. Họ hẹn bao giờ vào đây anh Hon? Bốc gỗ này này. Phải bốc đi cho sạch sẽ chứ, để này. Hôm qua đã bảo nó rồi mà. Đấy, biển báo về đến đây rồi. Chỗ này lấy cái cuốc cào cào qua một tí. Ta bảo mà lấy cuốc về làm cái vuông. Vâng, vuông vuông xuống. Cửa của nhà con trai ông đây à? Không phải đâu quá. Cửa ấy. Sao chết? Sao đấy? Đấy có bà, ông bà Thủy Niêm ở tổng chợ biếu anh Tú nha. Ôi giời. Lại có bà nào lại biếu anh Tú thế này. Em ở tổng chợ. Ông bà Quý Niêm à? À, xin được trân trọng, trân trọng cảm ơn tới cô chú Quý Niêm đã gửi thịt đấy, tặng cho A Tú. Trưa nay này nấu cơm cùng với bà con đây này. Biển ơi, cầm về cho A Vàng trưa nay ăn cơm cùng bà con. Đây là biển báo của em Duy đã làm xong rồi đây. Sơn đàng hoàng, ngon nghẻ, đỏ trắng, đỏ trắng.
Được đấy. Làm sao? Có cái gì đấy? Cái đấy cửa của ai đấy? Đi vào đâu? Đi vào Đại Sơn luôn á. À, Biến ơi, về lấy cái hai cái đèn năng lượng cho em Hàn cái. Biển này là mình in là 8 tấn. Ông Trung với bà con là muốn 5 tấn hay là muốn 8 tấn? Ông Trung bảo là muốn 5 tấn hay là muốn 8 tấn? Nếu mà muốn 5 tấn thì hôm nếu muốn 5 tấn thì hôm nào cháu dán lại cho. Cháu chỉ sợ cái đường này thôi. Cái đường này mà xe 8 tấn là nguy cơ cao đấy. Gãy ấy. Cái đường này còn chắc hơn, đã đứng. Đã đứng thì 15 phân cái chỗ mà cái chỗ còn mỏng hơn này. Thì cái vật liệu nó còn để ít. Bây giờ máy trong bọn thí điện về mà. Nhưng mà nó có lu không? Không. Không lu á? Làm như này mà. Thế á? Cũng làm như này, chính cái này còn chắc hơn là trong đường đường. Mấy tấn về đây, không ngỏng nhá. Thế à? Chính cái này còn chắc hơn, mình đang cho cái này không, cái cầu không sợ, nếu đúng trọng tải không sợ. Vâng. Người ta thiết kế thì người ta tính hết rồi. Vâng. Yên tâm không ạ? Cháu chỉ lo cái đường này, đất này đất hoàn toàn đất mượn. Không có tí đất cũ nào. Ở trên kia mới có đất cũ thôi, từ cái độ cua đó đi. Mà chính cái đường này nó ở trong nó đúng làm cái này. Đã đứng khéo đã đứng khéo nền đất cũ quá. Chẳng cũ đâu. Nó ủi một phát đi là nó đổ lên kể cả 10 phân không gãy. Nhưng mà đất mượn không lưu được là căng lắm. Nó thụt bằng này này, nó mới san bằng cho nó đủ ngay mà. Vâng. Vâng. Anh Nhất à? Anh Nhất à? Cái này thì làm đúng theo kích thước là viền rộng là 70 nhỉ em nhỉ? 70. Viền đỏ 10 phân. Lòng trắng là 50 phân. Cột cao từ chân đến tim là 1m8. 3m đấy. Cột 3m đấy. 1m8 nó thành ngắn quá. Hả? Nó cho nên cái bằng đầu cột nó trâu xuống là nó còn tầm 1m. Có mấy cái đồ à? Tầm... Nó đến tim thì nó chả đẩy lên trên cái... Chả thế, còn trôn nữa cơ mà. Thì 1m8, 70, chả 32, 32, nó trôn nữa thành 3m rồi. 3m cơ à? Dạ, em cột là 3m đấy. Em để lên 3m đấy. Nhưng mà thứ này em chôn xuống cho em chả đến tim chả 1m8. Kia là hai cái đèn kìa. Em ơi, mang cả cái mới. Biển ơi, mang cả cái mới hộ anh cái. Cái đèn này đợt trước lũ lụt là bị mất đi một cái. Rất là tiếc luôn. Về sau lại rất là may mắn là có anh gửi từ đầu đấy, Mạnh Thường Quân gửi từ đầu thì tiếp tục lại gửi cái lần hai. Đó, cái tên của anh đâu rồi? Đợt trước mình cũng đọc rồi nhưng mà cái trước có dán giấy ở ngoài này không mà. Ây da, cao đẹp hơn nữa. Ừ, thụt xuống như thế là đẹp rồi. Từ từ để anh nhìn xa phát nhé. Cào lắm em ơi. Cào lắm. Cào các bước chân hoặc là cho xuống tí nữa cho chắc đất bồi. Trôn xuống. Trôn xuống tí nữa. Nó có kích thước chưa chuẩn của nó mà. Tính từ mép biển xuống đây là 1m8. Đấy, 1m8 đến tim. Tim hay là ấy. Tim. Mét 8 thôi. Ở trên đấy nó có đường rất cao hơn. Gạn về bên này một tí thì không là nó nhìn nó ra đường nhiều quá. Đấy. Em đứng lên này, đứng lên mặt đất rồi nào. Rồi. Thì bên này anh em đang lắp cái đèn năng lượng này các bạn này.
sẽ là hai đầu cầu, hai bên là hai đèn năng lượng. Buổi tối thì rất là sáng và đẹp đấy. Đấy, đá. Đá này này. Ông Trung đang ném đá này này. Cái này là anh em đang xây ấy rồi. Cho cái đất kia ra kìa. Biển ơi. Vớt vớt cái đất kia. Đấy, ở dưới cái này cho tao ấy. Em ơi, có cái thước dọi không? Không. Có cầm theo cái thước li vô không? Không. Tí nó lại đây lại vẹo đi một bên thì chết. Không, anh ở xa xa anh nhìn biết mà. Cái này đúng không nhỉ? Rồi. Ông con này để con thịt đầu này cơ. Không phải là đấy. Cái cái bê tông nó rộng ra tí em nhá, nó không nó đổ đấy. Đá ấy, nhất là cái đá ấy. Xếp nó rộng ra tí, tầm 60 phân. Đấy, còn đấy gì? Siêu chắc. Kiếm mới có lên anh em ạ. Đây lúc nãy anh em bóc ra trước các bạn ạ. Cái này là của anh Dũng. Đây. Tập đoàn năng lượng xanh Green Việt. Thanh Xuân, thành phố Hồ Chí Minh. Đó. Cái này là của anh. Quan chắc luôn à. Cái này là của anh Quốc Dũng ở trong Bình Dương các bạn ạ. Quốc Dũng ở trong Bình Dương là người kính tặng bà con. Đó, có cả số điện thoại của anh. Chả tháo nữa đâu. Cái này nó bền lắm. Sáng đấy nhỉ? Sao chưa có năng lượng ở trong nên nó đã sáng rồi nhỉ? Có mà nó có điện tích mà. Bên này khá là nó có máy quan rồi. Đây đây đây. Chôn à? Không máy ạ. Chôn. Có hố chờ đặt thôi đúng không? Không, cũng vẫn phải đổ bê tông chứ. Đổ bê tông là không nhấc nữa à? Làm gì mà nhấc lên làm gì? Vì nhà đâu hỏng mà sửa. Hỏng trèo lên mà vặn xuống thì nhấc lên làm gì? Hỏng con cứ gọi chủ. Cao quá, cái này chỉ làm khoảng 4 mét thôi quá à? Nhưng ngày sợ sao có cao quá nó gió lung lay quá. 6 mét là cao đấy nhá. Thôi được rồi, cứ cho 6 mét đi. Trên trống trơ là trước là anh làm con 4 mét mấy thôi. Thôi được rồi, càng cao nó càng sáng và đỡ vướng. Xe cộ lá cây qua lại. Nghĩa là sau một bố rồi nhá. Ây dạ. Không. Cao phết đấy nhỉ. Đây vừa miếng anh ạ, không cao đâu. Nó thấp quá nó không sáng không phẳng. Như này thì nó rộng. Nhưng mà cái này chân phải thật chắc đấy, không nó đổ đấy. Cao 6 mét các bạn ạ. Bây giờ lấy ấy, bây giờ lấy cây trống. Biển ơi. À em ơi. Lấy vữa xuống đã, đừng có chèn đá xuống chừng. Lấy vữa xuống nó mới chắc. Bây giờ nhá, em lấy cây trống, em lấy ba cái cây trống em buộc vào cho nó thật chắc đã. Xong bắt đầu mới đổ vữa vào. Ấy rồi. Em ơi. Cái cột nó phải thẳng cái kia, nếu mà ấy nó em phải bắn ngửa nó lên một tí. Cho xuống đây, cho xuống đây.
cái cột nó phải thẳng tưng rồi. Cầm ra. Dám sơn số có được. Sao? Cái này nó to này thì đắp trên hay dịch lên? Cái này dịch dưới lên hay là... À, không, cái đấy mình đắp sau, bây giờ em đắp cái nẹp đi. Được rồi, nhưng mà mình cái này đắp cái này xong, mình đắp nẹp sau cũng được mà. Tí mình xây dịch, còn chỗ nào hở mình lấy xi măng mình quét vào. Mình cho hở đều ấy. Cho tầm này hay cho cao hơn nữa? Cao tí mình chỉnh sau chứ, lúc nào mình đắp xong hết mình mới làm đến cái đấy. Ý em muốn đắp nó kín vào cái gì? Mình đắp sau được mà. Ô, khi mình cái bảng này lên này, chỗ này đang thừa này. Biết rồi, lúc nào mình dán cái này cứng rồi mình lấy xi măng mình phết vào cái. Đấy, kẹp vào tay rồi. Tầm này còn vướng được lá quế không hả ông ơi? Tầm này còn vướng được lá quế không? Không vướng rồi gì? Này mà đêm mà nó sáng lên là đẹp lắm ấy. Càng cao nó càng sáng rộng. Càng cao càng sáng rộng. Nó chỉ sợ gió to quá. Trời đấy thôi. Câu nó nhỏ này cũng chẳng hình hưởng mấy đâu. Vâng, nó không cản. Không cản mấy. Không cản. Quan trọng cái móng mình làm chắc cái thôi. Cái bên này có khi cho cao lên tí ông ạ, cho nó bằng cái cốt pha đấy. Bằng cái cốt pha ấy, bằng cốt pha dưới nhất này này. Bằng cái này này. Còn cái này thấp quá. Cứ làm cho nó khỏe khỏe đi, con sợ nó gió ấy. Đấy, đẹp. Quá đẹp. Trụ này như trụ cột điện là cần gì nữa. Giang giữ luôn đấy. Giang giữ đấy. Lại giữ cốt pha đấy. Đây gọi là móng móng chân vịt đấy. Lệch tâm. Tại vì nó ăn theo cái trụ cũ các bạn ạ. Cái lỗ cũ. Rồi, quả này cái móng này nó quá chắc rồi. Các bên kéo được cái củ này được bất khả giá. Ôi anh Tuyến đào xong ao rồi kìa. Giờ xem cái xem nào. Xem nghỉ thôi. Ông ơi. Nghỉ rửa tay đi. Sáng nay anh Tuyến san gặt cái mặt bằng ao của chú Phúc các bạn ạ. Ý định của mình là không cần phải gạt đâu nhưng mà gạt được thì cũng tốt hơn. Không gạt thì mai sau tự nhiên nó cũng tự bằng hết rồi mà. 1-2 năm nó bằng hết. Xem nào. Ý da. À đây rồi. Ok các bạn nhé. Đấy, cái ao chú Phúc sau khi mà gạt xong thì mặt bằng nó sẽ như thế này. Kéo lưới vét nó không bị vấp, bị gì nữa. Nước dốc 100% các bạn nhé. Đây, cống ao hiện tại là đang nước đang chảy đấy. Đó. Cống ao nước đang chảy và... tức là cạn nhe luôn đấy. Không còn đọng tí nước nào đâu đấy. Đây, bờ biếc này. Bờ này thì quá an toàn rồi, bờ này to. Cái bờ ao của nhà mình làm gì được bằng 1/3 của cái này. Nuôi cá bao nhiêu năm rồi. Bờ này nó quá chắc chắn, cái ao này đẹp thật đấy. Công nhận. Nhà mình mà có cái ao như này thì không chê được đâu được vào đâu được. Ok, vậy là 100% ao Chú Phúc đã hoàn thành. Hoàn thành nhiệm vụ. Bên này thì nước đang dâng, chảy bắt đầu ra cống rồi đây. Cảm ơn anh em anh em nhôm kính hôm nay đã mang biển báo vào. Rồi, mời nhá. Mời nhá. Thì tôi rất là nay ông Phúc mổ chó thì coi là thế thôi, làm cá.
Mai rồi. Là ăn cá tầm nhá. Rồi, ok. Đánh đường thì ăn cá tầm. Dân bản cứ mỗi người, mỗi nhà mời một hôm thế này là căng đấy. Mời tất cả các bạn ăn cơm cùng anh em nhá. Hôm nay là bữa cơm nhìn thấy dầu nhá. Lắp biển báo thì gần như là cũng xong hết công việc rồi các bạn. Chiều này anh Đông đang nhờ lên giúp sửa cái đường ở trên này. Đang hẹn ngày mai mời cá tầm này căng hê. Ăn lẩu ở chỗ ngon. Bạn nào đấy? Nào cho theo học nghề nhá. Rồi nhất mình chính. Mình là mình chiên đi. Ông thì ông thì ở gần nhà ông không? Sửa cho. Sửa điều hòa đúng không? Ok các bạn ơi, tiếp tục công việc buổi chiều thì anh em cũng xin phép được về các bạn ạ. Đang cho anh em thử một xe hàng, thử tải một xe hàng qua cầu đi từ từ thôi. Cái kim kia. Đó. Một xe ô tô hàng trên xe nhé. Đi thoải mái, chả tới rung, chả tới lắc gì đâu nhỉ. đến lúc rung thì tôi chắc là... Đấy các bạn nhé. Là xe này là xe mấy tấn nhỉ? Tấn rưỡi à? 1 tấn 25 à? Đây, còn rộng rãi thoải mái. Lùi lại đi, làm phát lùi lại đi. Lùi lại. Còn quay đầu kia mà. Vào tận Bà Quang cũng được. Đầu kia xong đi tiến thẳng luôn. Vào phòng Bà Quang. Xe 5 tấn còn chả đâu vào đâu rồi. Xe 5 tấn ai. Nhằm nhò gì. Các bạn ở Bà Quang thì vòng phát ra. Đấy, bây giờ là hàng hóa là đi vào trong bản là thoải mái rồi các bạn. Lưu thông thông suốt rồi. Ngày xưa thì đi xe máy còn phải đứng ở đây chứ đừng nói là ô tô. À, đứng ở trên kia chứ. Đấy, rộng rãi thoải mái mà. Đẹp. Sang bên này đi. Đứng đi, bạn đứng sang bên này đi luôn đấy. Từ từ đã. Anh gửi tiền đã. Đi đưa lòng hỏng cái lan can. Cái gì nhờ anh gửi tiền đấy. Đây là tiền vật liệu của em Duy đã làm cái hai cái cây gì nhỉ, hai cây cột đèn này, hai cây biển báo là tổng là 3 cây đúng không? Vâng, tổng 3 cây. 867. Cái này là cái tiền mặt bích và tiền em đi cắt CNC. Cắt CNC 330. 1.700.000 và đi cắt CNC hết 100.000. 1.297.000. 1.300.000 đúng không? Vâng. Ok, cảm ơn em nhé. Chỗ anh em thì em chỉ công là công hết. Giúp đỡ à? Vâng. Đấy. Em Duy lại tiếp tục là giúp đỡ đến bà con về không lấy tiền công, anh em vào giúp thôi các bạn ạ. Rất là cảm ơn. Thay mặt bà con cảm ơn em rất là nhiều nhé. Chúc em là chúc hoàn thành tốt. Chúc bác có nhiều sức khỏe là nhiều công trình nữa để giúp đỡ bà con nhá. Ok, cảm ơn em nhá. Cảm ơn anh em nhá. Tí về anh chuyển khoản nhá. Đấy, anh em sơn xiếc cho hết này chứ không phải là cột trơn đâu. Sơn đây này, sơn mặt này, sơn đây này, sơn đây này, cắt kiếc này, mặt biếc, hàn hiếc các anh em tự làm cho hết ở nhà. Mang về vào đây chỉ việc lắp thôi, không cần lắp giúp nữa chứ. Rất là cảm ơn. Ok, anh em tiếp tục ấy thôi. Làm nốt hai cái cột bên kia là xong. Chiều nay là hoàn thiện. Rang cả ông Đông thịt cho chết lên mới đun nước. Đi cả mày nữa. Bao một không ạ? Cái này chỉ cần 2 người thôi mà. Hai lũ hai bao. Bây giờ cho mấy ben xuống đấy trước đi, xong là bắt đầu
cắm cái này vào. Nhiều đấy, phải bắt lại đâu. Quả vừa vừa đấy ông ạ, bà không lấy to quá nó lại ấy. Lò Dũng lò vôi trồng bà Phương Hằng. Ở đâu ấy? Đổ đi, cứ đổ đi, đổ thoải mái đi. Một lượt ở dưới đi. Đây là từ đá. Ông Giáng ơi, này phải hai người đấy. Hàn cái chân cho nó giữ. Hàn cái chân thôi. Một cái cây ra còn 20 phân như nào. Không, bê tông nó đông cứng, nó cũng không cần cái này đâu. Không cần cái này. Cắm mạnh đấy. Không kỉ dưới mạnh thì không được đâu. Nó để mà để bên nào ấy. Để lệch xuống dưới một tí, cách xa cái cầu ra một tí. Đấy. Dịch ra ngoài suối một tí cho nó nằm hẳn lên cái tường cánh. Đấy, rồi. Đá. Đá chèn không? Đá chèn đi. Mấy ông cứ thả đi, ông cứ thả đi. Ông bỏ đấy, không được. Mấy ông kiên. Đá kìa. Khiếp lấy cái trống dài thế. Đang trên nó có cái gì đấy, tôi không đọp này. Ôi trời, dưới cùng đường đó. Làm nó dám quả. Buộc vào đây. Đá bà nó lấy dây thép đâu mà buộc. Ừ. Cắt dây thép. Làm cái thấp rồi khá khá không buộc được. Thế nhà mình sao nào mà. Để lên sao một chút. Nó không phải mình dấu. Nhìn quá nó nặng mà. Rồi. Đặt cái này nó nặng quá. Các bạn ơi, cái chỗ ao của chú Phúc có một cái chỗ nó hơi hõm một tí ở phía bên này ấy, nên là chú Phúc đang bảo lấp bằng, nên đánh máy với đánh xe ra đây để mà lấy đất ở phía bên này. Bên này thì múc ngay đằng sau nhà bà Quang này cho nó rộng luôn ra này. Ấy, bây giờ đường nó cua rộng ra đấy để đỡ vào nhà bếp ấy nhỉ. Cụt hết vào lô rồi à? Gần đường đúng không? Vâng. Đi nhẹ nhẹ thôi nhá.
xong rồi phải thay biển. Ok các bạn ơi, đến giờ phút này thì bà con đã hoàn thiện được hai biển tên cầu và hai cái hệ thống đèn năng lượng mặt trời rồi. Đấy, tối nay nếu mà ở lại đây tối một tí thì chúng ta sẽ thấy được rõ được là cái đèn nó sáng như thế nào. Hai biển tên cầu này cách đầu cầu là với kích thước là khoảng 7 mét các bạn nhé. Bên kia cũng vậy, đều nằm ở bên tay phải đường theo đúng thiết kế, sơn đỏ trắng, cao 1m8 đến tim, trọng tải 8 tấn, vành viền đỏ 10 phân. Đây làm cái biển tên cầu, mỗi cái nẹp chỉ thôi mà một buổi chiều đấy chưa hoàn thành này, bác bí thư xã vào đây để hoàn thiện cho đây này. Tay dao tay thớt rồi này. Nay có anh tặng là bí thư xã cùng với trưởng thôn, bí thư thôn vào đây để bàn bạc một số cái công việc khánh thành cầu các bạn ạ. Xã với thôn bản cũng rất là quan tâm. Thôi để đấy thôi anh ơi, anh em tí nữa cắt xong. Rồi, nét rồi. Mời các anh sang nhà chú Phúc. Hôm nay là tổng xong ao thì gia đình chú Phúc có thịt một con cầy. Đấy, mời anh em bà con thôn bản vào tham dự bữa, gọi là cảm ơn anh em đã phụ giúp làm cái ao trong thời gian 5 ngày vừa qua các bạn ạ. Đâu xem cái đường của ao nhà chú Phúc xem như thế nào. Xong chưa? Xong chưa anh ơi? Thì chó xong chưa? Xong rồi, nhưng mà bây giờ chỉ ngồi thôi. Ôi giời, thế mà từ nãy không gọi. Anh ơi! Vào đây. Về, tao về đấy. Nhưng mà kinh một tí xong rồi. Ok nhá, các bạn nhá, đường dẫn của bên nhà chú Phúc đã thẳng băng lên đây rồi. Đấy, có thể đi lại trên bờ ao, trồng rau, trồng cỏ rồi là đi ra thăm ao các thứ là rất là ngon nghẻ rồi. Đây. Đấy. Xong hết rồi các bạn nhá. Làm gì có mấy bậc cái này. Dạ, kinh đấy. thợ cả. Đẹp phết đấy.
Ok, thôi vào ăn cơm đi nhỉ. À, vậy hôm nay thì chúng ta đã hoàn thành được 100% cái cầu đường, cầu và các cái phần phụ kiện biển báo, biển tên cầu thì ngày mai mới dán được. Đấy, còn hôm nay chúng ta đã thấy được cái thử tải cả xe 3 tấn 2. Xe mình 3 tấn 2 mình nâng tải lên mình không nói, nhưng mà xe mình là đăng ký theo từ đầu là 3 tấn 2 đã chạy qua ngon lành nhé. Và tiếp tục là một xe hàng 1 tấn 25 trên thùng có hàng đã kiểm duyệt thành công, thử tải đi qua cầu rất là ngon nghẻ, đi được, tiến được, lùi được. Đấy, thoát cua rất là an toàn. Cũng mừng, rất là vui. Và cũng công trình ao của Trung Quốc cũng đã thành công một cách rất là thuận lợi. Hiện tại thì gia đình có thể là thả cá sau 1 tháng nữa, tức là sau khi mà bờ ao nó ổn định. Ok, có lẽ là video mình cũng xin phép được kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong tập phim tiếp theo. Tập phim ngày mai thì mình sẽ bắt đầu sẽ đi lên bản để xem tình hình mua trâu, mua bò để chuẩn bị cỗ bản cho những ngày sắp tới, và chuẩn bị những cái phần lễ đấy. Rất là nhiều việc mình phải chuẩn bị các bạn. Tổng kết công khai chi phí tất cả một cái về phải sổ sách nữa. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong tập phim tiếp theo. Một trễ đây.